Đây là video thứ tư. Đấy, vẫn còn là chương trình. Chương trình vẫn còn dài. Đây là các tướng sĩ. Đây là kiệu Đức Công Trần Hưng Đạo. Đấy, đây mới là kiệu chính nha. Đây, con xin phép để đi qua kiệu Đức Công Trần Hưng Đạo. Xin được cầu tài, cầu lộc, cầu phúc, cầu bình an, cầu cho sức khỏe. Vẫn còn hàng dài cây số chưa hết. Video này là video rất là dài, cho nên là cũng mong tất cả các anh em nhớ bấm vào chỗ kênh đăng ký để ủng hộ kênh. Thứ nhất là xem hết được lễ hội mới cảm thấy nhiều điều thú vị về văn hóa quê hương của Quảng Yên chúng tôi. Đây là cửa hàng của giày dép của siêu thị giày dép Phúc Hòa. Đấy, anh chị nào có nhu cầu muốn mua sắm cứ inbox cho tôi. Đấy, rất là dài hàng bao nhiêu cây số. Đây là còn các đoàn của thập phương hôm nay mới về rất là đông đủ để thắp hương Đức Thánh Trần, Đức Công Trần Hưng Đạo quê tôi. Đấy, các bác nhìn thấy quê hương tôi ngày một thay da đổi thịt chưa? Thành phố chuẩn bị lên một cái thành phố trẻ của thị xã Quảng Yên. Bây giờ là thị xã, dự kiến là sẽ lên được thành phố. Các bác nhìn thấy quy mô của thị xã Quảng Yên chưa? Đấy. Mà đằng sau kia còn vẫn còn nhiều đoàn, nhưng mà thôi thì chúng tôi cũng chỉ quay đến đây thôi, và cũng không quên xin chúc tất cả các anh chị em